Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lala Plus, kênh chuyên chia sẻ về các kiến thức liên quan đến chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến với các bạn đó là các kiến thức liên quan đến hệ thống và các tiêu chuẩn ISO liên quan nhé. Trước hết thì không biết Lulu ở đâu nhỉ? Đến giờ học rồi. Đây đây, Lala ơi. Dạo gần đây ông đi đâu thế? Mãi mới thấy ra video mới. À, tôi có các công việc liên quan đến auditor. Tôi phải đi đánh giá cũng như đào tạo suốt nên không có nhiều thời gian để làm video. Tranh thủ mãi mới có thời gian làm cái video này đây này. Ồ vậy à? Vậy thì ngày hôm nay ông chia sẻ kiến thức gì cho mọi người? Ngày hôm nay thì chúng ta nói về các cái tài liệu ở trong hệ thống ISO 9001 đi. Chả là hôm trước tôi có một bạn học viên hỏi về các tài liệu cần thiết để xây dựng cho cái QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001 đấy. À thế á? Tôi cũng có cái thắc mắc này từ lâu rồi. Cụ thể là khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ấy, theo chuẩn ISO 9001 mới nhất phiên bản 2015 ấy, thì tôi không biết phải tạo ra những cái quy trình gì, phải viết ra những cái tài liệu nào hay là form mẫu bảng biểu ra sao, sao cho đúng và đầy đủ theo những cái yêu cầu của ISO 9001. Ok, cũng cùng cái thắc mắc với cái bạn học viên đấy đấy. Vậy thì trong video này thì tôi sẽ nói về những cái tài liệu, form mẫu bảng biểu, quy trình mà bạn nên xây dựng để làm sao cho nó phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 nhá. Ok. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Ê, Lulu, ông đang xây dựng hệ thống QMS phải không? Đúng rồi, QMS, Quality Management System. Tôi được sếp tôi giao nhiệm vụ là phải tạo ra cái hệ thống QMS, hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001 phiên bản mới nhất 2015 hiện nay. Nhưng tôi đang không biết phải viết cái tài liệu nào cho cái ISO này để có được cái hệ thống QMS chuẩn như vậy. Ơ, sao ông nghĩ cái việc đó là ông cứ viết được cái tài liệu là tạo ra được một cái QMS, một cái hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO nhỉ? Thì tôi nghĩ là chỉ cần viết ra tài liệu là có thể tạo ra được cái hệ thống rồi. Không phải nha. Nếu muốn tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng QMS chuẩn ấy, thì người ta phải trải qua rất là nhiều các bước. Cụ thể đó là các bước chính là các bạn là tạo ra tài liệu này, rồi là nhận thức cho mọi người này, đánh giá rủi ro này, rồi viết quy trình này, đào tạo này, rồi là thử nghiệm, đánh giá, audit vân vân. Một đống việc thì chúng ta mới có thể tạo ra được một cái QMS, một cái hệ thống quản lý được. Chứ không phải có mỗi cái việc đó là viết ra quy trình, viết ra tài liệu là xong đâu. Mà ông phải trải qua các bước như này thì mới tạo ra được hệ thống quản lý chất lượng nhá. Ok, tôi cũng ngờ ngợ rồi đấy. Thôi thì video này thì chúng ta tập trung vào cái bước đầu tiên. Đó là cái bước là xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình, quy định, biểu mẫu đi. Giúp cho chúng ta có bộ khung của hệ thống này. Sau đấy đến các bước kia thì ông chia sẻ ở video sau cũng được. Ok, vậy thì video này tôi sẽ chia sẻ chi tiết về cái bước đó là tạo ra tài liệu cần thiết để chuẩn bị và xây dựng cho QMS nhá. Nhớ đây là chỉ là một bước và một hoạt động quan trọng khi xây dựng QMS thôi nhá. Ok, nhớ rồi. Thế khi xây dựng QMS ấy, theo chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 ấy, thì cần phải viết ra 6 cái quy trình bắt buộc đúng không? 6 quy trình nào nhỉ? Thì là quy trình kiểm soát tài liệu này, quy trình kiểm soát hồ sơ này, quy trình đưa ra những cái đánh giá nội bộ này, quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, quy trình về hành động khắc phục và thêm nữa đó là quy trình hành động phòng ngừa. Đấy là 6 quy trình bắt buộc. Tuy nhiên bắt buộc ở phiên bản 2008 của ISO 9001 nhá. Còn phiên bản mới nhất 2015 rồi thì không bắt buộc nữa đâu. Ồ, vậy thì nó bắt buộc cái tài liệu gì? Thứ nhất, nó không bắt buộc bất kỳ một quy trình gì. Tuy nhiên nó bắt buộc ba cái tài liệu quan trọng này. Đó là phạm vi hệ thống QMS này, chính sách chất lượng này, mục tiêu chất lượng. Và các tài liệu này đều được chỉ ra ở trong các điều khoản đó là 4.3, 5.2, 6.2 nhá. Ở trong điều khoản này nó ghi đó là tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản phải không? Đúng rồi, chính vì cái câu này, cái yêu cầu này đó là yêu cầu tổ chức phải có hay là duy trì thông tin văn bản, thì tức là ở đây đó là bắt buộc phải có tài liệu nhá.
Còn nếu như chỗ nào mà nó ghi đó là tổ chức phải lưu giữ thông tin giả văn bản ấy, thì tức là công ty phải xây dựng các biểu mẫu để sau này chúng ta sử dụng nó và lưu giữ nó. Và sau khi lưu giữ nó thì người ta gọi là hồ sơ. Chốt lại ở đây đó là ông đọc đến cái đoạn đó là tổ chức phải lưu giữ thông tin giả văn bản ấy, thì ông phải có biểu mẫu và hồ sơ nhá. Thế thì trong ISO chứng 1 có nhiều đoạn yêu cầu phải có biểu mẫu hồ sơ lắm. Bởi vì tôi đọc thấy rất nhiều đoạn ghi đó là tổ chức phải lưu giữ thông tin giả văn bản mà. Đúng rồi, có tổng cộng 18 loại hồ sơ bắt buộc phải có khi các bạn muốn xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO chứng 1 phiên bản 2015. Đây, đây chính là danh sách đấy. Như là hồ sơ về đào tạo này, hồ sơ xem xét nhu cầu sản phẩm dịch vụ này, hồ sơ kết quả theo dõi đo lường, đánh giá, audit này, xem xét của lãnh đạo này. Wow, nhiều hồ sơ thế nhỉ. Xem ra phải chuẩn bị nhiều phết đấy cho cái phần viết hồ sơ biểu mẫu này. Có thế còn quy trình thủ tục thì sao không? Tôi không thấy ông nhắc đến. Lulu quên nhanh nhỉ. Tôi vừa bảo là phiên bản 2015 của ISO 9001 ấy không còn yêu cầu bắt buộc là phải viết quy trình nữa. Nếu như muốn viết quy trình nào, thủ tục nào ấy thì tùy thuộc vào công ty ông, muốn viết thì viết. Thế thì ông gợi ý cho tôi những cái quy trình nào nên viết cho ISO 9001 được không? Để tôi và mọi người cùng tham khảo. Vậy thì tôi sẽ gợi ý cho ông 13 cái quy trình mà công ty nên thiết lập, nên viết ra. Mặc dù ISO 9001 không yêu cầu nhá, nhưng đây là những cái khuyến cáo gợi ý cho các bạn. Các bạn có thể viết ra được để phù hợp với cái công ty và bối cảnh của cái tổ chức của mình. Cũng nhiều quy trình viết đấy. Quy trình đánh giá rủi ro này, quy trình đào tạo này, quy trình kiểm soát tài liệu này. Ok, 13 quy trình này tôi sẽ cân nhắc xây dựng nhá. Ông cần phải dựa vào doanh nghiệp của mình, bản chất sản phẩm và dịch vụ này, độ phức tạp của cái quá trình đó này và trình độ nhân viên để quyết định xem có xây dựng, có viết cái quy trình đấy hay không. Tức là tôi muốn viết quy trình nào thì phải xem cái quá trình hoạt động của công ty tôi ra sao này, sản phẩm thế nào này. Ví dụ như chúng tôi là bán bất động sản đây, và cái quá trình bán hàng là rất quan trọng này. Quá trình này cũng phức tạp này, nhân sự trẻ này, trình độ còn chưa tốt này, thì tôi sẽ viết hẳn quy trình ra. Còn nếu như quá trình bán hàng của tôi ấy, nó đơn giản này, và các cái nhân sự của tôi đều có kinh nghiệm này, lâu năm rồi, xử lý nhanh gọn, thì tôi sẽ không cần viết quy trình. Như thế có phải không? Đúng rồi đấy. Dựa vào các yếu tố này thì ông sẽ quyết định viết quy trình hay là không nhá. Còn ISO 9001 sẽ không bắt buộc viết quy trình. Tôi nhắc lại là một lần nữa là không bắt buộc viết quy trình. Ok. Trở lại một chút ở cái sơ đồ này thì tôi lưu ý thêm đó là thông thường khi xây dựng hệ thống QMS ấy, để viết quy trình ấy, thì người ta thường có cái bước đó là đánh giá rủi ro, xem cái rủi ro của cái quá trình, của cái giai đoạn, của cái phòng ban đấy có vấn đề gì ấy, thì người ta sẽ đánh giá rủi ro, sau đấy người ta sẽ cân nhắc viết cái quy trình nha. Ok, cái đấy thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết ở video sau. Tôi hiểu rồi, cảm ơn Lan nha. Để tôi trở về công ty xây dựng cái bộ khung QMS tài liệu sao cho nó phù hợp theo như gợi ý của Lala nha. Ok, như vậy mình đã chia sẻ cho Lulu và các bạn về danh sách các tài liệu cần thiết nên có khi xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng QMS theo ISO 9001 phiên bản 2015 rồi. Để tiện cho mọi người thì mình cũng đã tổng hợp danh sách này vào một file mà các bạn có thể lấy cái file này để sử dụng cũng như tham khảo trong quá trình làm việc. Cái file này thì mình để vào trong cái khóa học miễn phí ở trên nền tảng đào tạo.lalaplus.vn ấy. Các bạn cứ vào khóa học này này, các bạn kéo vào cái phần đó là chia sẻ về danh sách tài liệu QMS chuẩn ISO 9001 ấy, thì các bạn ấn phần tải xuống là các bạn tải được cái file này. Nếu bạn thấy hay và hữu ích thì hãy cho Lala một like, ấn theo dõi để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Tuy nhiên trên thực tế thì lại có rất là nhiều người không hiểu rõ các nội dung và ý nghĩa của toàn bộ 7 công cụ QC này. Cho nên ở trong video này thì Lala sẽ giới thiệu cho các bạn về 7 công cụ QC. Sau này thì những cái xác suất thống kê rồi các biểu đồ đấy dần dần phát triển ở Mỹ và nó lan sang Nhật Bản. Sang đến công cụ thứ 3 đó là Pareto chart, biểu đồ Pareto.
Đây là một loại biểu đồ hình cột kết hợp với biểu đồ hình đường, giúp chúng ta xác định các vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trước.